Solomon Northup, người nô lệ được bất tử hóa trong kiệt tác 12 năm nô lệ. Với những người yêu phim, yêu nghệ thuật, nhân vật Solomon Northup trong bộ phim 12 năm nô lệ có lẽ đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, nếu không chú ý kỹ phần giới thiệu của bộ phim, nhiều người có thể bỏ sót một chi tiết đáng giá. Đây không phải là nhân vật hư cấu, Solomon Northup là người có thật. Sau 12 năm sống trong cảnh đau khổ, tuyệt vọng, ông đã tìm được đường quay về, đòi lại tự do, công lý cho mình và đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi cho những người bị áp bức dưới ách nô lệ. Đáng tiếc, cuối cùng, ông lại mất tích một cách bí ẩn mà đến nay người ta vẫn không tài nào hiểu được lý do. Người công dân da màu tự do. Solomon Northup sinh ngày 10 tháng 7 năm 1808, có tài liệu ghi là năm 1807. Cha của ông, Mintus, từng là nô lệ phục vụ cho gia đình Northup. Sau này, ông chủ Northup đã quyết định trả tự do cho Mintus trong di chúc của mình. Cảm kích, Mintus lấy luôn họ Northup làm họ của mình, có bản ghi là Northrup. Mintus Northup kết hôn với một người phụ nữ da màu và chuyển đến thị trấn Minerva ở hạt Essex, New York. Họ có hai con trai là Solomon và Joseph. Sau một thời gian làm ăn rành rụm, vợ chồng Mintus Northup đã có đủ điều kiện để lo cho hai con. Ông Mintus cố gắng để Solomon và Joseph được hưởng một nền giáo dục trình độ cao đối với những người da đen tự do vào thời điểm đó. Khoảng năm 1828-1829, Solomon Northup kết hôn với Annie Hampton, người phụ nữ gốc Phi, Âu và Mỹ bản địa. Họ có ba người con là Elizabeth, Margaret và Alonzo. Gia đình Solomon sở hữu một trang trại ở Hebron và có thêm thu nhập bằng nhiều công việc khác nhau. Solomon có thể lái bè, thậm chí còn là một tay chơi violon đỉnh và có thể nhảy các điệu múa địa phương. Trong khi đó, Annie cũng trở nên nổi tiếng với vai trò đầu bếp và làm việc cho các quán rượu địa phương. Sau khi bán trang trại vào năm 1834, gia đình Solomon chuyển đến Saratoga Springs, New York. Ông chơi violon tại một số khách sạn nổi tiếng trong suốt mùa hè, thậm chí còn tham gia xây dựng kênh đào, đường sắt và làm một thợ mộc lành nghề. Annie vẫn làm đầu bếp tại các khách sạn để kiếm thêm tiền. 12 năm nô lệ đau khổ. Năm 1841, ở tuổi 32, Solomon Northup gặp hai người đàn ông, Muriel Brown và Abraham Hamilton. Họ tự xưng là nghệ sĩ giải trí, là thành viên của một công ty xiếc và đề nghị ông làm nhạc công trong một số buổi biểu diễn của họ ở thành phố New York. Khi đến New York, những người đàn ông này lại thuyết phục Northup tiếp tục chơi tại một buổi biểu diễn của họ ở Washington và đưa cho ông một mức lương hậu hĩnh kèm chi phí cho chuyến trở về nhà. Thế nhưng, tại Washington DC, chế độ nô lệ là hợp pháp và cuộc đời của Solomon Northup đã vĩnh viễn thay đổi. Vào thời điểm này, việc mở rộng các cánh đồng trồng bông ở các bang phía Đông Nam đã khiến nhu cầu tìm nô lệ khỏe mạnh tiếp tục dâng cao. Những kẻ bắt cóc sử dụng nhiều cách khác nhau, từ cưỡng bức đến lừa gạt, và chúng thường bắt cóc trẻ em vì những đối tượng này dễ kiểm soát hơn. Trong một bữa tối, Brown và Hamilton đã đánh lừa thuốc mê làm Northup bất tỉnh, ăn cắp toàn bộ giấy tờ chứng minh sự tự do của ông, rồi bán ông cho người buôn nô lệ ở Washington tên là James H. Birch với giá $650, tuyên bố rằng ông là một nô lệ chạy trốn. Kể từ đó, cuộc đời Northup chìm vào ác mộng. Birch và quản ngục của hắn đã đánh Northup một cách dã man để buộc ông phải tự nhận mình là một tên nô lệ. Northup bị giam giữ trong chuồng nô lệ của thương nhân William Williams gần điện Capitol, Hoa Kỳ. Birch vận chuyển Northup và những nô lệ khác bằng đường biển đến New Orleans. Trong chuyến đi, Northup và những nô lệ khác mắc bệnh đậu mùa. Solomon Northup đã thuyết phục một thủy thủ người Anh gửi cho Henry B. Northup, ông chủ cũ và cũng là bạn thời thơ ấu, một bức thư khi đến New Orleans kể về vụ bắt cóc và chế độ nô dịch bất hợp pháp. Nguyên do là bởi các nghị sĩ lập pháp bang New York đã thông qua một đạo luật vào năm 1840 để bảo vệ cư dân người Mỹ gốc Phi. Henry B. Northup tuy sẵn sàng giúp đỡ bạn cũ, nhưng ông không thể hành động vì không biết Solomon bị giam ở đâu. Tại chợ nô lệ New Orleans, Solomon Northup được đổi tên thành Black, được bán cho William Prince Ford, một nhà thuyết giáo. Trong hồi ký của mình, Northup mô tả Ford là một người tốt, quan tâm đến nô lệ của mình. Ông khẳng định, không bao giờ có một người đàn ông cơ đốc nào nhân hậu, cao thượng, thẳng thắn, tốt bụng hơn William Ford.
Tuy nhiên, chính những ảnh hưởng giáo lý của ông chủ đã khiến Northup quên đi những sai lầm tội ác của chế độ nô lệ. Tại điền trang của Ford ở Pine Woods, Northup làm công việc đưa gỗ từ trang trại ra chợ. Ông đề xuất làm bè để chuyển gỗ xuống con lạch cho nhanh hơn, còn sử dụng kỹ năng làm mộc của mình để chế tạo khung dệt. Đáng tiếc, vì khó khăn tài chính, Ford phải bán 18 nô lệ để giải quyết các khoản nợ của mình, trong đó có Solomon Northup. Vào mùa đông năm 1842, Ford bán Northup cho John M. Thibault, một thợ mộc đã từng làm việc cho Ford trong các nhà máy. Ở với Thibault, Northup bị đối xử tàn nhẫn và thất thường. Thibault đã sử dụng ông như một công cụ để hoàn thành việc xây dựng tại đồn điền, đánh Northup vì không thích bộ móng tay tuyệt đẹp của một người nhạc công violon. Cuối cùng, sau biết bao xung đột, Thibault bán Northup cho Edwin Epps. Epps cai quản Northup trong gần 10 năm tại giáo xứ Avoyelles. Ông ta là một chủ nhân độc ác, thường xuyên trừng phạt nô lệ một cách bừa bãi và không quản thúc họ. Chính sách của ông là đánh đập nếu họ không đáp ứng được hạn ngạch công việc hàng ngày mà ông đặt ra. Northup viết trong hồi ký rằng ông nghe thấy âm thanh của roi quất hàng ngày trên đồn điền của Epps từ lúc mặt trời lặn cho đến khi tắt đèn. Epps còn lạm dụng tình dục một phụ nữ trẻ bị bắt làm nô lệ. Đòi lại tự do. Tháng 8 năm 1852, một thợ mộc người Canada tên là Samuel Bass đến làm một số công việc cho Epps. Nghe Bass bày tỏ quan điểm theo chủ nghĩa bãi nô của mình, Northup cuối cùng quyết định thổ lộ bí mật của mình với người này. Bass đã giúp Northup gửi một bức thư, thậm chí còn viết thêm một số bức thư khác để gửi cho bạn bè của Northup, cung cấp thông tin chi tiết chung về vị trí của ông với hy vọng Northup được giải cứu. Giúp Northup đồng nghĩa với việc Bass đang cược cả mạng sống của mình vì người dân địa phương sẽ không tử tế với một người giúp đỡ nô lệ. Ngoài ra, luật nô lệ bỏ trốn năm 1850 đã được thông qua, trong đó gia tăng hình phạt đối với những người hỗ trợ nô lệ bỏ trốn. Bất chấp nguy hiểm, Bass đã viết thư gửi đến tất cả những người biết Northup, trong đó có một bức thư gửi cho vợ Northup, một bức thư cho Henry B. Northup. Giúp Northup đồng nghĩa với việc Bass đang cược cả mạng sống của mình vì người dân địa phương sẽ không tử tế với một người giúp đỡ nô lệ. Ngoài ra, luật nô lệ bỏ trốn năm 1850 đã được thông qua, trong đó gia tăng hình phạt đối với những người hỗ trợ nô lệ bỏ trốn. Bất chấp nguy hiểm, Bass đã viết thư gửi đến tất cả những người biết Northup, trong đó có một bức thư gửi cho vợ Northup, một bức thư cho Henry B. Northup. Với sự hợp tác của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và các quan chức địa phương khác, Henry B. Northup đến Marshfield vào ngày 1 tháng 1 năm 1853. Việc truy tìm Northup rất khó khăn vì ông chỉ được biết đến ở địa phương bằng tên nô lệ Platt. Khi luật sư đuổi chép với Epps bằng chứng rằng Platt vốn là một người đàn ông tự do, có vợ và con, Epps đã hỏi ngược lại tại sao Platt không nói điều này tại thời điểm mua hàng. Northup đã viết: "Lão Epps không nghĩ gì ngoài mất mát của mình và nguyền rủa tôi vì đã được sinh ra trong tự do." Henry B. Northup thuyết phục Epps rằng việc tranh chấp trước tòa án là vô ích. Cuối cùng, Epps đã chấp nhận, ký giấy từ bỏ mọi yêu cầu bồi thường. Ngày 4 tháng 1 năm 1853, Northup đã lấy lại được tự do của mình. Đấu tranh và biến mất trong bí ẩn. Ngay khi được tự do, nhờ các luật sư và Henry B. Northup, Solomon Northup đã kiện Birch và những người đàn ông khác liên quan đến việc bán ông làm nô lệ ở Washington, D.C. Tuy nhiên, Northup không thể làm chứng tại phiên tòa do luật ở Washington, D.C. chống lại những người đàn ông da đen khai trước tòa. Birch và một số người cũng tham gia buôn bán nô lệ đã khai rằng chính Northup chủ động tiếp cận họ, nói rằng ông là nô lệ từ Georgia và đang bị bán. Không ai có đủ bằng chứng chống lại câu chuyện của Birch. Birch được tuyên bố vô tội. Đáng nói là sau khi được tha bổng, Birch quay ngược lại cáo buộc Solomon Northup đã khai man rằng ông là nô lệ Georgia để lừa lão, mua ông về với giá 625 đô la. Rất may, theo lời khuyên của luật sư, Birch đã rút đơn kiện. Còn hai gã chủ rạp xiếc Brown và Hamilton, vì họ sử dụng tên giả khi nói chuyện với Northup, nên thời gian đầu không ai biết họ là ai. Mãi sau này, Northup mới có cơ hội chạm mặt và nhận ra hai kẻ lừa đảo. Họ tên thật là Alexander Muriel và Joseph Russell. Phiên tòa ở New York mở vào ngày 4 tháng 10 năm 1854 tiếp tục đưa các hoạt động bất hợp pháp trong buôn bán nô lệ ra ánh sáng.
Tuy nhiên, cuối cùng, chính quyền Washington đã từ chối truy tố Muriel và Russell. Sau khi giành lại tự do, Solomon Northup đã đoàn tụ với vợ con. Đến năm 1855, ông sống với gia đình con gái Margaret ở Queensbury, Warren County, New York. Ông làm thợ mộc, tích cực hoạt động trong phong trào bãi nô và thuyết trình về chế độ nô lệ gần 20 lần trên khắp vùng Đông Bắc Hoa Kỳ trong những năm trước nội chiến. Trong mùa hè năm 1857, Northup sang Canada thuyết giảng. Kể từ đó, không có thông tin nào về ông, vì sao ông qua đời cũng không ai biết. Năm 1858, một tờ báo đưa tin Solomon Northup, người bị bắt cóc, bị bán làm nô lệ, sau đó được phục hồi và tự do, lại bị đánh lừa ở miền Nam và lại làm nô lệ. Henry B. Northup cũng tin Solomon có lẽ đã bị bắt cóc khi đang say rượu. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, có thể Solomon đã cùng một số đồng chí bí mật quay trở về miền Nam trong cuộc nội chiến Mỹ để giúp nô lệ da đen bỏ trốn. Northup không được liệt kê cùng gia đình trong cuộc điều tra dân số Hoa Kỳ năm 1860. Các nhà sử học thế kỷ 21 Clifford Brown và Carol Wilson tin rằng có khả năng ông chết vì nguyên nhân tự nhiên. Họ nghĩ rằng một vụ bắt cóc để làm nô lệ vào cuối những năm 1850 là rất khó xảy ra vì ông đã quá già để được những người bắt nô lệ quan tâm. Nhưng sự biến mất của ông vẫn không thể giải thích được. 12 năm nô lệ, Phát Đại Bác nã vào thành trì nô lệ. Cuối năm 1853, Solomon Northup viết và xuất bản cuốn hồi ký 12 năm nô lệ. Cuốn sách được viết trong 3 tháng với sự giúp đỡ của David Wilson, một nhà văn và nhà báo địa phương. Cùng thời điểm đó, vì vấn đề nô lệ đang tạo ra cuộc tranh luận dữ dội trong lòng Hoa Kỳ, cuốn sách của Northup nhanh chóng bán được 30.000 bản trong vòng 3 năm, một con số rất lớn đối với một nước Mỹ lúc đó vẫn còn ở trong tình trạng dân trí còn thấp. Quan trọng hơn, 12 năm nô lệ cùng với tiểu thuyết Túp lều Bác Tôm năm 1852 của Harriet Beecher Stowe đã trở thành hai Phát Đại Bác bắn chữ nã vào thành trì của chế độ nô lệ lúc đó. Để rồi 150 năm sau, bộ phim cùng tên đã ra mắt và ngay lập tức trở thành bằng chứng sống động nhất trong một thời đã qua ở nước Mỹ. Trong phim 12 năm nô lệ, Chiwetel Ejiofor vào vai Solomon Northup, Lupita Nyong'o đóng vai Patsy, Michael Fassbender tái hiện nhân vật Edwin Epps, Brad Pitt thủ vai Samuel Bass, nam chính Chiwetel Ejiofor lọt vào đề cử và nữ phụ Lupita Nyong'o đã được xướng tên trong lễ trao giải Oscar 2014. Ngoài ra, phim còn giành giải phim xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Northup sống theo lời của một nô lệ. Hãy làm như mình không hề biết đọc, biết viết nếu như không muốn chết. Rõ ràng, Northup là một người có tri thức. Ông không cam tâm để lòng tự trọng bị chà đạp, không cam tâm bị tước đoạt quyền làm người. Không chỉ xoáy sâu vào cuộc đời của Northup, cả nguyên tác lẫn phim còn nhắc đến số phận của những người nô lệ. Vượt lên trên sự tuyệt vọng, họ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, âm thầm níu lấy nguồn sống nhỏ nhoi và kiên trì vùng vẫy trong bãi lầy suốt 12 năm. Họ từng bước giúp Northup tìm về với gia đình và kết thúc 12 năm kinh hoàng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!